Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả Tin nóng ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ban Việt ngữ đã Ái cho Tự Do có những nội dung chính sau đây Mời quý vị cùng theo dõi Hai tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi trả tự do cho ông Trương Dũng trước phiên phúc thẩm Thánh Rất Hành, Bùi Tuấn Lâm bị kỷ luật cùng chân sau phiên sơ thẩm Thứ trưởng công an nói Thế lực thù địch nước ngoài nổ súng ở Đắk Lắk Hai tổ chức gồm Giám sát Nhân quyền Human Rights Watch và Ân xá quốc tế Amnesty International vào ngày 12 tháng 7 ra kêu gọi Việt Nam trả tự do cho nhà hoạt động 65 tuổi Trương Văn Dũng hay còn gọi là Trương Dũng, người dự kiến sẽ ra tòa phúc thẩm vào ngày 17 tháng 3. Hồi ngày 28 tháng 3 vừa qua, Tòa án thành phố Hà Nội tuyên ông Trương Văn Dũng 6 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Cáo trạng cho rằng ông Dũng trả lời phỏng vấn báo đài nước ngoài và tàn trữ sách lậu. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phân ban châu Á của Human Rights Watch, nhắc lại rằng nhà hoạt động Trương Văn Dũng chỉ thực hành các quyền tự do biểu đạt, lập hội và nhóm họp ôn hòa. Đơn cử, ông tham gia các cuộc biểu tình đông người về các vấn đề chính sách của Việt Nam đối với Trung Quốc, hành động công khai về các vấn đề môi trường và đất đai, kêu gọi chính phủ chấm dứt tham nhũng tôn trọng các nguyên tắc nhân quyền căn bản. Bà Minh Yuha, phó giám đốc khu vực của Ân xá quốc tế cho rằng cơ quan chức năng Việt Nam lại sử dụng sai trái hệ thống tư pháp để đàn áp tiếng nói bất đồng, hoạt động trả lời phỏng vấn báo đài nước ngoài không thể bị án tù. Bà Minh Yuha nói tiếp những cáo buộc bất công và điều kiện vô nhân đạo của nhà tù Việt Nam cho thấy mong muốn bịt miệng đối lập một cách có hệ thống của cơ quan chức năng Việt Nam vi phạm trực tiếp luật nhân quyền quốc tế. Việc Việt Nam phê chuẩn công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm cũng như chiếc ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chỉ là những dấu chỉ rộng tích. Nhà hoạt động Trương Văn Dũng bị bắt vào cuối tháng 5 năm 2022. Trong phiên tòa sơ thẩm, ông bị kết tội theo cáo trạng đưa ra bởi Viện Kiểm sát cho dù ông và hai luật sư Ngô Anh Tuấn cùng lê đình việt phản bác cả hai luật sư bào chữa cho rằng thân chủ của họ không có tội còn bản thân nhà hoạt động tố cáo công an hà nội đã tra tấn ông trong quá trình điều tra tòa lờ đi tố cáo này của ông nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của liên hiệp quốc cho rằng việc bắt giữ ông vi phạm các công ước quốc tế về quyền con người mà việt nam đã ký kết trong khi tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi việt nam phóng thích ông và hủy bỏ mọi cáo buộc chống lại ông Nhà hoạt động Bùi Tuấn Lâm, người nổi tiếng với biệt danh Thánh Rắc Hành, bị kỷ luật cùm chân trong phòng biệt giam ngay sau phiên tòa sơ thẩm cuối tháng 5 vừa qua. Trong phiên tòa ngày 25 tháng 5 vừa qua, ông bị kết án 5 năm 6 tháng tù giam và 4 năm quản chế vì nhiều bài viết cổ suý dân chủ và nhân quyền trên mạng xã hội. Thông tin ông bị cùm chân được vợ của ông, bà Lê Thanh Lâm, cho Đài Á Châu tự do biết sau khi đi thăm gặp chồng vào ngày 4 tháng 7 tại trại tạm giam của công an thành phố Đà Nẵng. À, đợt thăm gặp vừa rồi thì uh, tôi thấy sức khỏe của chồng tôi giảm sút, uh, nhìn anh uh, ốm hơn rồi uh, nhìn thần thần sắc anh có vẻ là không tốt như lần trước, thì anh có báo là anh uh, vừa trải qua một đợt uh, bị kỷ luật, án kỷ luật 7 ngày nhưng mà uh, họ cầm chân anh 5 ngày và họ thả anh ra, uh, tôi chưa có biết rõ được cái thông tin là vì sao chồng tôi bị kỷ luật tại vì ảnh chỉ nói nhanh là cái án kỷ luật đó là diễn ra trước phiên tòa nhưng mà sau phiên tòa thì họ mới thực hiện cái án kỷ luật đó về hậu quả của án kỷ luật bà nói dạ anh đi lại bình thường tại vì cái anh hết án cách cái ngày tôi thăm gặp là hơn một tuần nên là anh nói là anh ổn sức khỏe anh anh tạm ổn không có gì phải lo lắng cả Phóng viên có gửi email cho công an thành phố Đà Nẵng và trại tạm giam của công an thành phố để hỏi thông tin về vụ kỷ luật ông Lâm nhưng chưa nhận được phản hồi. Bà Lâm cho biết hồ sơ kháng cáo của ông Lâm đã được chuyển lên tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Đà Nẵng và vẫn chưa có lịch sử kháng cáo cụ thể. Hai luật sư Lê Đình Việt và Ngô Anh Tuấn vẫn sẽ bảo chữa cho ông Lâm trong phiên phúc thẩm, bà nói. Bà bày tỏ về hy vọng một kết cục tốt đẹp hơn từ phiên phúc thẩm. À, chồng tôi nghĩ rằng là đó là một bản án oan dành cho anh cho nên anh mới kháng cáo và thật sự đó là một bản án oan và tôi hy vọng rằng với cái nỗ lực kháng cáo này thì có thể bản án sẽ có thể được thay đổi Vụ việc ở Đắk Lắk là vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân có sự chỉ đạo tiếp tay của các thế lực thù địch ở nước ngoài. Đây là phát biểu của Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng, vào ngày 12 tháng 7 trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam nhóm họp ở Hà Nội. Ông Trung tướng Lê Quốc Hùng thông báo rằng, ngay sau khi xảy ra vụ nổ súng vào rạng sáng ngày 11 tháng 6 vừa qua, nhắm vào hai trụ sở Ủy ban Nhân dân xã tại huyện Cư Cun, Bộ Công an huy động toàn bộ lực lượng vũ trang, hệ thống chính trị, phương tiện, biện pháp truy kích và quyết tâm bắt những người tham gia vụ nổ súng, thu hồi hết các loại vũ khí, vật liệu nổ tìm thấy. Theo trưởng Công an Lê Quốc Hùng cho biết, tính đến lúc này, hơn 90 người bị bắt với cáo buộc, khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, không tố giác tội phạm, môi giới cho người khác xuất nhập cảnh vào Việt Nam. Ông Lê Quốc Hùng không nêu cụ thể những thế lực thù địch nào ở nước ngoài tiếp tay để thực hiện các vụ nổ súng như thế. Vừa qua, một số quan chức Việt Nam cũng cho rằng có những tổ chức nước ngoài đứng sau vụ ở Đắk Lắk. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hoàng vào chiều 6 tháng 7 trong trả lời báo giới về vụ nổ súng ở Đắk Lắk nói, đó không phải là do nguyên nhân kỳ thị sắc tộc mà ra bà này cho rằng hành vi của những người nổ súng là vi phạm pháp luật gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng có tổ chức nên bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay cảm ơn phần theo dõi của quý vị hẹn gặp lại quý vị trong chương trình điểm tin ngày mai cũng ngay trên kênh youtube và facebook của bài việt ngữ đã châu tự do xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an